xin được giới thiệu một nam thần của vũ trụ VFC. Nam thần ấy là ai? Công tử là một người có tri thức, học vấn cao, có nhận thức bị lệch lạc. Một diễn viên lấn sân sang ca hát thì sẽ như thế nào? Dù có 5 phút chốc em lạc lối. Cùng trò chuyện với diễn viên Anh Vũ trong chương trình Ai Đến Hôm Nay được phát sóng vào lúc 18:30 ngày 9 tháng 12 năm 2022 trên kênh Style TV.